Hi, xin chào các bạn. Sau đây Kiên sẽ hướng dẫn chép một bộ dữ liệu SPD20X từ file có sẵn vô trong trống hoặc là từ trống này chép qua trống khác. Thì nếu mà trong trường hợp chúng ta chép một cái bộ dữ liệu SPD20X từ trống A qua trống B thì chúng ta cần phải chuẩn bị một cái thẻ SD. Chúng ta cũng không cần phải format thẻ SD trên trống. Và sau khi mà chúng ta đã lưu ra ngoài thẻ thì nó sẽ có một cái thư mục như thế này, mục Roland. Chúng ta sẽ nhấp vào và cái tiếp chúng ta là có cái SPD20X, nhấp cái tiếp chúng ta sẽ có file backup và nhấp tiếp theo nữa là các file mà chúng ta đã lưu từ trên trống A. Xong khi đó thì chúng ta chỉ cần gấp một cái cục này gửi cho bạn bè, hoặc là chúng ta sẽ chép cái cục Roland này qua thẻ SD khác và chúng ta không cần phải format thẻ SD. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm cái bước sau. Xin mời các bạn. Sau khi chúng ta đã có dữ liệu trong thẻ SD thì chúng ta sẽ gắn thẻ SD vào trong trống. Sau đó chúng ta sẽ nhấn Edit. Chúng ta sẽ nhấn đến System. Ở mục SD card thì nó sẽ có cell là lưu một cái bộ trống ở trong trống ra, lưu một cái bộ kit ở trong trống ra ngoài thẻ SD. Và bấm tới ta có cell on là lưu tất cả. Ấn tới nữa là load, là load một từng bộ vô. Ấn thêm một lần nữa là load on, là load tất cả. Bấm tới là delete, xóa, là format thẻ nhớ. Nhưng mà chúng ta không cần phải format thẻ nhớ, chỉ cần copy cái mục Roland như vừa nãy Kim đã nói ở phần 1. Chúng ta sẽ chọn load on. Ta bấm enter. Ta ấn dấu cộng đến, chọn yes, rồi bấm enter. Sau khi load vào xong thì chúng ta bấm edit trở lại, thì lúc này đã có bộ trống, những bộ trống mà chúng ta đã set sẵn để lựa chọn những bộ trống như thế này, thì chúng ta chỉ cần ấn cộng trừ tới để chúng ta chọn những cái bộ mà chúng ta đã chép vô. Bây giờ để làm sao để copy một cái bộ trống mà mình thích, một cái bộ trống để mình thích đến một cái vị trí để sau đó chúng ta chỉnh sửa lại nó. Để copy chúng ta nhấn vô edit, sau đó chúng ta nhấn vô copy. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy ở đây, trên đây nó sẽ có một cái chữ ghi là suộc. Suộc, nhưng mà ở đây là P01, có nghĩa là reset 1. Ta ấn dấu trừ để về cái thư mục user để tìm đến cái bộ kit mà chúng ta cần copy. Ví dụ ta chọn bộ 01, rồi ở đây là suộc, ta ấn mũi tên xuống để tới chữ dev, có nghĩa là tới cái địa điểm mình cần đưa đến. Ta chọn vị trí, chẳng hạn như ta chọn vị trí 11, sau đó ta bấm enter, ta nhấn dấu cộng đến để hiện ra chữ dev và ta nhấn enter. Như vậy ta ấn edit, ta đã có vị trí 11 là cái bộ trống đó. Sau khi copy được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa theo ý của chúng ta như thế nào. Ta nhấn edit, ta chuyển cái đèn này về bên sau. Cái đèn này nó đang nằm ở dưới hàng dưới này, chúng ta sẽ nhấn tiếp tục để cho nó trở ngược lên phần instrument. Để chúng ta chọn những cái sao mà cần để thay đổi. Ở trong cái này, khi mà chúng ta cần thay đổi nhanh thì chúng ta chỉ cần nhấn, nếu mà đi về thì ta chỉ cần nhấn như thế này, nó sẽ đi về từng group một. Chúng ta không nhấn giữ như vậy thì nó rất là lâu. Chỉ cần nhấn như vậy về chữ T là tum. Sau khi tìm thấy cái sao mà chúng ta ưng ý, kế tiếp chúng ta sẽ chuyển phía dưới là level. Level là lớn nhỏ của âm lượng của từng tiếng là bao nhiêu. Phía dưới nữa là pitch là chỉnh cao thấp. Kế tiếp là decay là cái độ ngân dài. Độ ngân dài hoặc là ngắn. Càng trừ về thì nó càng ngắn lại.
dưới đây là fan, fan là chia ba lăng trái và phải. Kế tiếp là chế độ mạnh nhẹ để chúng ta có thể là set hai lớp theo ý của chúng ta để nó ra được cái nhiều sắc thái hơn. Chế độ liner ở đầu tiên là đánh mạnh nhẹ. Và kế tiếp nữa nặng hơn xíu. Ở đây ta có hai chế độ là shop 1, 2, 3, 4 hoặc là hẹp là nặng, shop là nhẹ. Đánh mạnh nó sẽ mất, đánh nhẹ thì nó có, đánh mạnh thì nó mất. Và ở hạt là đánh nhẹ không có, đánh mạnh mới có, để chúng ta có thể là trồng hai lớp theo ý của chúng ta. Cái cuối cùng là FX Send. FX Send là gửi cái chế độ vang, chúng ta sẽ chuyển chế độ vang đó qua đây để chúng ta chọn chế độ vang nào đó, chẳng hạn như Hone hoặc là Room. Hone là chế độ standard. Và sau đó thì chúng ta sẽ nhấn xuống đây, FX Time là thời gian vang của nó dài bao nhiêu. Rồi xuống dưới nữa là cái âm lượng vang đó lớn bao nhiêu. Sau khi chúng ta chỉnh theo ý xong rồi, chúng ta sẽ ấn về đây lại, rồi chúng ta sẽ gửi nó đi bao nhiêu. Tên ấn về 0 để nghe, không có gì cả. Bây giờ ta ấn lên 10. Đó là chế độ FX Send. Sau khi chúng ta chỉnh như ý rồi thì chúng ta sẽ lưu theo cái tên của chúng ta. Ta ấn vô FX Utility và ta sẽ ấn cái mũi tên này xuống để nó so hàng ngang qua đây là name. Ta nhấn Enter. Lúc này ta sẽ đặt tên của chúng ta bằng cách cộng tới hoặc là lên qua lại bằng mũi tên. Tên bất kỳ đi. Rồi ok, sau khi đó rồi chúng ta sẽ Enter. Enter. Nhấn Edit ra thì lúc này cái tên 11 vừa nãy nó là lên khúc, bây giờ nó trở thành cái tên của chúng ta. Đó là cái bộ mà chúng ta vừa set theo ý của chúng ta. Chúc các bạn thành công và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn video nâng cao tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.